Chào anh. Tôi có nghe mọi người nói là anh có nhận được một bé trai về nuôi. Dạ, đúng rồi. Thì tôi là chú của cháu. Trước đến cháu đi làm xa, có để cháu ở với tôi. Thời gian qua thì tôi đi công tác để làm với cháu. Tôi đã tìm kiếm cháu rất là nhiều rồi nhưng mà không thấy. Tôi nghe mọi người nói là cháu đang ở với anh. Tôi có tìm cháu lâu rồi nhưng mà không thấy. Thì anh có những gì chứng minh để thấy là cháu của anh không? Tôi có ảnh của cháu lúc nhỏ. Anh ở đây thì tôi đi gọi cháu về xem nhé. Cháu đang khỏe không cháu? Cháu có, chú không khỏe không? Ôi, chú tìm cháu lâu lắm rồi ấy. Nào về nhà với chú nhá. Vâng. Về chú đưa về gặp bố mẹ nhá. Vâng. Còn chú đưa cháu đi học nữa. Vâng. Ôi, con ơi cháu. Đây có phải là chú của cháu không? Chú cũng có tìm cháu rất là nhiều lần rồi nhưng mà không tìm thấy. Thì mấy hôm nay chú có nghe mọi người bảo cháu ở đây. Thì chú mới qua đây thì mới thấy cháu ở với chú Tẻ ở đây. Thôi, sao đâu, sao đâu. Thôi, tìm thấy chú là vui rồi. Chú không đấy nhá. Rất là nhiều trong thời gian qua đã nuôi dưỡng cháu rồi tôi thay mặt gia đình tôi cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Rồi chú xong đi nhá. Thôi nữa về là phải nghe lời chú nhá. Chúng tôi đi linh tinh thôi đấy nhưng mà lại đi lạc mất đấy nhá. Anh ơi, kiến tôi đến đây thôi, rồi chúng tôi đi về. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Không có gì đâu. À, chú cháu về ở tận nhé. Rồi về nhớ nghe lời chú nhé. Thank you.
Thank you.